Chỉ có 5.000 thôi, đồng giá luôn nghe. Hai đứa về xin ba đi, rồi cô đứng đây đợi nghe. Yeah. Con mua cái gì cho mẹ vậy? Lên đặng mẹ đồ bằng cắt bông hồng. Quá đẹp quá con ơi. Cho mẹ 20 tháng 10 vui vẻ. Bánh đây mấy bé ơi, chỉ 5.000 đồng giá 5.000 bánh xúc xích sữa luôn nha. Cô ơi, bánh bao nhiêu một cái vậy cô? Bánh hồng quá trời ơi. Chỉ có 5.000 thôi, đồng giá luôn nha. Hai đứa về xin ba đi, rồi cô đứng đây đợi nha. Thôi, con nói cho ba nghe chuyện này nè. Ba ơi, cho con 5.000, con đi mua bánh, con đi mua kem. Không phải con mua một mình, con mua cho Khánh, con mua cho em. Thôi, cho con 5.000, cho con mua bánh, đơn, con mua kem. Không phải con mua một mình, con mua cho Khánh, con mua cho em. Thôi thôi, hai đứa nghỉ hát đi để ba cho mỗi đứa 5.000 đi mua bánh nè. Để mẹ sạc tóc cho con rồi gọn gàng rồi đi học nghe. Con của mẹ đi học ngoan nha. Mẹ ơi, hôm nay 20 tháng 10 rồi, mẹ có muốn con tặng quà gì không mẹ? Con là món quà lớn nhất của mẹ rồi, mẹ không cần quà cáp gì đâu. Thôi con cầm 10.000 đi học nghe, nhớ mua bánh đó nghe con. Dạ thôi mẹ, con đi học. À mình biết mua cái gì tặng cho mẹ rồi. Dạ ơi, chị bán thêm cái đồ buộc tóc này đi. Cái đó 15.000 nha em. Em có 10.000 rồi, chị bán đem được không đợi? Em muốn mua quà tặng mẹ em 20 tháng 10. Được rồi, vậy chị sẽ bán cho em. Vậy em cảm ơn đợi. Mẹ em về tặng mẹ đây. A few moments later. Mẹ ơi, con có quà cho mẹ nè mẹ. Qua, wow, con gái của mẹ đi học còn có mua quà cho mẹ nữa. Con mua cái gì cho mẹ vậy? Lên đặng mẹ đồ bằng cắt bông hồng. Qua, wow, đẹp quá con ơi. Cho mẹ 20 tháng 10 vui vẻ. Mẹ cảm ơn món quà của Gia Hân nghe. Yeah! Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.